Nghe mẹ nói đi vậy. Nhưng mà cô đừng có làm như vậy mà. Con năn nỉ cô, con xin cô đừng có như vậy mà. Thôi đi. Thôi đi. Con của tôi nó sắp lấy chồng rồi đó. Con của tôi nó sắp lấy chồng rồi đó. Con của tôi nó sắp lấy chồng rồi đó. Chị đừng có đi theo em nữa được không? Em có làm gì đâu. Em là vợ sắp cưới của anh mà. Em đi theo anh thì có sao đâu. Để em nói cho nghe. Em nghĩ đi. Tuổi thì đã lớn, mà còn được cái khó tính hay nhăn, mà mặt lúc nào cũng làm tỏ vẻ mình là lạnh lùng gơ, ai thèm. Anh nói hay quá trời. Anh không hay thì ai hay? Ngáo hả? Làm gì cười như thằng khùng vậy? Thì nãy em nghe anh ngoại em nghe anh nói là có chuyện gì cười. Em bây giờ em cười. Vậy đó. Ý tao nói ở đây á, cười vui vẻ chứ ai cười dở hơi như mày. Chờ đợi em có lâu không? Khó khăn lắm em mới trốn mẹ ra đây được á. Không sao, Trương xin lỗi em nha, đã khiến em chịu khổ nhiều rồi. Sao anh suy nghĩ lạc hậu quá vậy? Mình còn trẻ mà, không có đứa này thì cũng có đứa khác chứ. Anh không giải quyết được thì để tôi tự giải quyết. Không được, dù gì nó cũng là con anh mà, em không thể nào làm như vậy được. Nè, người mang thai là tôi, sinh hay không cũng là quyền của tôi. Thật ra là tôi không muốn giữ nó. Tôi làm gì dám hông vợ ông. Tôi đang nói thật đó. Mày ghét những người có lời nói vậy đó.